mình sẽ chia sẻ cách chỉnh độ xéo của nhông để chỉnh độ dao và hướng dao qua ví dụ sau. Mình sẽ ví dụ, ở đây mình lăn bánh răng xéo bên trái 10 độ, module 4. Module 4 có độ dao là 3 độ 20, nên mình sẽ làm như sau. Mình sẽ lấy 10 độ cộng với độ của module là 3 độ 20, sẽ ra kết quả là 13 độ 20. Vì vậy, mình sẽ nghiêng hướng dao qua bên phải 13 độ 20. Đó là cách làm đối với răng xéo trái. Còn với răng xéo phải thì ngược lại. Mình sẽ lấy độ nghiêng của nhông trừ đi module và nghiêng hướng dao sang trái. Mình sẽ nói sơ lược qua cách sắp xếp nhông trên máy lăn răng mà mình biết. Về phần sắp nhông có 2 phần. Một là sắp nhông ra số lượng răng mà mình mong muốn. Hai là sắp xếp nhông vi sai để lăn răng xéo. Mình sẽ nói đến phần sắp số răng trước. Đây là trục hộp số của máy. Bên cạnh là một trục trung gian nhỏ dùng để gắn một nhông đôi có 2 tầng. Một tầng sẽ ăn khớp vào trục hộp số và một tầng sẽ ăn khớp vào trung gian lớn. Còn đây là trục số răng dùng để gắn nhông có số lượng răng tương ứng mà mình mong muốn. Ví dụ ở đây mình muốn lăn răng có số lượng răng là 53, nên mình sẽ gắn nhông có 53 răng vào. Trường hợp nếu mà không có nhông 53 thì mình sẽ tăng gấp đôi lên là 106. Và nhông trung gian nhỏ mình cũng sẽ tăng gấp đôi lên từ 24 lên 48. Đây là nhông đôi 2 tầng. Một tầng sẽ ăn khớp vào trục hộp số của máy và một tầng sẽ ăn khớp vào nhông trung gian lớn. Phần thứ hai là sắp xếp vi sai để lăn răng xéo. Cách tính vi sai sẽ là sin của độ nghiêng bánh răng nhân với hệ số của máy và chia cho module. Mình ví dụ, ở đây mình sẽ lăn răng xéo bên trái 10 độ, module 4 và hệ số máy lăn của mình là 3,5496. Mình sẽ có công thức như sau. Mình sẽ dùng máy tính để bấm sin của 10 độ nhân với 3,5496 chia cho module 4 bằng kết quả là 0,154,262,0484 là kết quả vi sai. Bây giờ mình sẽ đi tìm hai cặp nhông chia cho nhau để ra kết quả đúng với kết quả mình vừa chia nhất. Ở đây mình lấy nhông 19 chia nhông 123 bằng kết quả là 0,154471 là gần đúng nhất với kết quả vi sai mà mình đã chia, nên mình sẽ lắp cặp nhông 19 và 123. Còn trung gian giữa hai nhông thì mình sẽ gắn hai trung gian, vì đây là nhông xéo trái thì cần hai trung gian, và ngược lại xéo phải chỉ cần một trung gian ở giữa hai nhông vi sai. Ở đây mình đã lắp sẵn cặp nhông 19 và 123, ở giữa là hai tầng nhông trung gian. Cách tính và sắp xếp răng xéo này nói chung cũng chỉ tương đối, không thể tuyệt đối được, do mình không học qua trường lớp và cũng chưa nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nếu mà các bạn có nhiều kinh nghiệm thì có thể chia sẻ và góp ý thêm cho mình. Rất cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các bạn. Ok, mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem và hy vọng sẽ đón nhận được nhiều đóng góp ý kiến từ tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn. Bye bye.